Man United, Chelsea sẵn sàng xuống tiền cho thần đồng Nam Mỹ. Báo cáo từ Planet cho biết, Chelsea và Man United đã sẵn sàng xuống tiền để sớm sở hữu chữ ký của hậu vệ người Argentina. Theo tờ The Sun, câu lạc bộ Chelsea và Man United đang tranh giành chữ ký của hậu vệ người Argentina Aaron Ansemino trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Ansemino vừa ký hợp đồng mới với Boca Juniors có thời hạn đến năm 2028 và có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 15,72 triệu bảng Anh. Con số 15,72 triệu bảng Anh không quá lớn và dĩ nhiên không thể làm khó hai đội bóng nhà giàu như Manchester United và Chelsea ở thời điểm hiện tại. Báo cáo từ Planet cho biết, Chelsea và Man United đã sẵn sàng xuống tiền để sớm sở hữu chữ ký của Aaron Ansemino trong ít tuần tới trước sự nhòm ngó của nhiều đối thủ. Theo báo chí nước Anh, Manchester United cũng đã liên hệ với nhiều trung vệ tài năng bao gồm Jarrad Branwathi, Ginplay Todibo, Ronan Araujo, Maguay, Edmond Tapsoba, Antonio Silva và Lenny Yoro. Ở chiều ngược lại, Raphael Varane đã xác nhận rời Old Trafford sau khi mùa giải này khép lại. Trong khi đó, bộ đôi Harry Maguire và Victor Lindelof cũng có tương lai không chắc chắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.